Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là trưa ngày thứ sáu ngày 31 tháng 3 2023 anh em. Mình vừa dùng hai tấm pin 120W của hãng esola, Mình nhắc lại 120W này mình bán 1 triệu 1 tấm nha, hai hai tấm là 2 triệu 2. À, bao ship luôn ha. Thì mình dùng hai tấm này để đầu tiên là test con con sân bám tải 1.000. À, rồi sau đó test con Hiuki. Bây giờ tới giờ mình đi công tác anh em, mình đem mấy con đó vô. À, video này mình à, giới thiệu lại cho anh em nãy có anh nhắn hỏi đó, esula một trăm hai nha, giá 1 triệu mốt tám bao ship luôn, mình sẽ gói thật kỹ gửi cho anh em nha, một triệu mốt tám bao ship nha, giá rất là ok luôn nha mọi người, thì bạn nào đam mê thì hãy liên hệ em. Bây giờ em có số cái đơn hàng mà em sẽ bỏ xe đi giao luôn bây giờ ha, để em báo à, cáo để, à, để, à, để mọi người biết để có thể mua à, những cái món à, như thế này về à, sử dụng. À, thứ nhất là một cái đèn búp nè cái đèn búp năm trăm năm mươi ha búp một trăm hai mươi w thì uh, gửi cho anh hải ở sông phú tam bình vĩnh long ảnh có hỏi là có cái nào lớn hơn không thì đèn búp đó là gd nó có hai loại 60 mươi w với một trăm hai đó thì cái 60 mươi w nhỏ em không bán em bán cái này một trăm hai là lớn rồi mọi người lớn nhất rồi đó không còn cái nào nữa hết nha anh em không có cái nào lớn hơn nữa nha năm trăm rưỡi phí ship 30 mươi là năm trăm tám nha đấy uh, tiếp theo nữa là là cái ốp trận 400 nè gửi cho anh Hoài ở Thường Lạc Hồng Ngự Đồng Tháp đây ốp trận 400 thì anh Hoài là hôm bữa anh có lấy ốp trận 400 rồi bữa nay anh quay lại là làm cái nữa nè thì giá của nó là 1 triệu mốt nha phí ship 60.000 là 1 triệu mốt và 60.000 nha mọi người ốp trận 400 đó còn mấy cục nhỏ nhỏ kia là mấy cái phụ kiện để mọi người lắp tấm pin thôi chứ không có gì rồi cũng thông báo với anh em luôn đó là cái con mà mình thanh lý Victor 5kg Victor 5kg thanh lý giá 7 triệu đó, mọi người là mình bán rồi nha cái thùng rồi đó cái gửi cho anh Huấn ở Phổ Yên Thái Nguyên Huấn ha Phổ Yên Thái Nguyên và anh đã chuyển cho mình một triệu trước à triệu tiền cọc à giờ bu tá sẽ thu ảnh là 6 triệu nha 6 triệu viên triệu cọc nữa 7 triệu là đủ mình sẽ bao ship luôn ha cái con Victor mà đỏ đỏ mọi người đỏ em quay ngày hôm kia em kìa gì đó ngày hôm qua gì đó nói chung là em có duyên với hàng thanh lý nha mọi người em quay em giới thiệu là sau một ngày là anh em mua giùm em liền cảm ơn mọi người nha đó, 7 triệu một con rồi uh, uh, UFO 500W nè gửi cho thầy 10 đơn ha ấp cây dầu uh, Mỹ Chánh Ba Tri Bến Tre thì uh, thầy 10 đơn này mua hàng cũng mấy lần rồi đó lần này uh, hình như là người con mua dùm anh em người con mua giùm thì uh, cái này là UFO 500W của hãng MK em đang khuyến mãi là có 800 ngàn thôi ở phí ship là 50 ngàn nữa là 800 rưỡi nha đường kính của đèn là 5 tất rưỡi ha cấu hình là tấm pin 25 bộ pin lưu trữ 25 luôn và tám trăm mấy chục con ít 5730 d bảy hàng của mk đang khuyến mãi nha thị trường thì chắc chắn anh em sẽ mua cái này với giá là một triệu một triệu hai đó nhưng mà hôm nay em khuyến mãi có 800 trăm ngàn đó mọi người thích ufo thì nhanh chóng liên hệ nha này là em gói rồi hết rồi nhìn không có thấy nhưng mà mọi người cũng có thể coi lại cái này bằng cách là gõ vô youtube là mk bảy rồi cách cái miền tây solar nha mk bảy chín năm miền Tây Solar là nó hiện cái này lên anh em coi những cái video mà em giới thiệu trước đây ấy. còn cái này mình gói rồi đâu thấy đâu ha Ở cho nên coi những video như thế này ví dụ như anh em thấy ốp trần 400 mà không biết nó như thế nào tại vì này gói rồi thì anh em cứ gõ vô trên YouTube ốp trần 400 cách cái miền Tây Solar ha nhưng mà anh em phân biệt cái 400 này là triệu mốt nha. trước đây em có bán cái 400 giá 800 rưỡi nữa thì cái này là cái triệu mốt nha mọi người cái chỉnh lý rồi ha cái đám rưỡi nó hơi nhỏ thì coi nhớ coi chừng coi nhầm cái video cũ nha anh em Ví dụ như mọi người muốn coi tấm pin của GearWatt Watch nè, mọi người đánh vô là pin M100 miền Tây Solar là nó sẽ hiện lên cái video của em giới thiệu tấm này. Và cái đó có hai tấm ha, hai tấm. Em gửi cho anh Quốc Khánh ở phường 3 thành phố Sóc Trăng. Thì một tấm là 1 triệu bao ship, hai tấm là 2 triệu bao ship nè. Anh Quốc Khánh ở phường 3 thành phố Sóc Trăng hai tấm nha. Đó thì ở đây nó có một miếng mốt 3 phần ở đây, miếng mốt 3 phần đây nè. Hai tấm pin nằm ở giữa thì sở dĩ là có 21 3 phần hai bên rồi 28 pin nữa mà nó đâu có dày đâu nhìn đâu có dày lý do là tại vì cái mốt 3 phân này là nó nằm bên trong tấm pin nha lọt lòng tấm pin nha nè đó, còn hai mặt của tấm pin nó là nó mỏng lắm đó, cái khung nhôm của nó thì nó đã được lọt lòng 71 rồi cho nên nó có bốn cái nội dung quan trọng 21 miếng mốt và 2 tấm pin mà nó nhìn nó vẫn là mỏng nha và là mỏng đấy thì em nhắc lại cái, cái đó là gồm có hai tấm pin 100W mà 100 hay là ít solar gì cũng vậy thôi thì 1 tấm là 1 triệu bao ship hai triệu bao ship còn cái thằng 120W này nè Là 2 triệu 2 bao ship ha 2 triệu 2 bao ship Thêm 200 ngàn nữa lấy tấm 120W 2 triệu 2 bao ship Thì tùy anh em thôi Muốn thích cái nào lấy cái đó thôi chứ cũng không có gì ha Nào cũng tốt thôi Nào cũng ít solar cả Rồi bây giờ hai tấm 200W nè ha tấm 200 w mà giờ hai tấm luôn ha thì một tấm 1 triệu sáu hai tấm là 3 triệu hai triệu 2 với phí ship 120 000 là 3 triệu ba trăm gửi cho anh thủy ha anh thủy ở đồng phú bình phước ở Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước ha, quán ăn Thủy Tiên nè. Đây. Rồi. 282 trong quán 1.6 triệu 6, 1 tấm, 283 triệu 2 với phí ship 102 là 3 triệu 3 20. Đó, bạn nào đam mê thì hãy liên hệ. Thì hôm nay em đi một số hàng như thế này. Mong rằng với cái sự hỏi thăm của anh em nhiều nãy giờ đó thì ngày mai em sẽ đi đơn pin uh, 120W này nhiều nha. Tại vì cái pin này nó mới về, hôm nay chưa giới thiệu cho nên mọi người mua cũng lai rai nó cũng ít lắm. Ví dụ như ngày thấy hôm nay bán chừng 5 7 tấm gì đó về cũng cả tuần rồi bán được có năm bảy tấm à. tại vì em chưa giới thiệu thì bữa nay em đem ra phơi nắng đó để em test hai con inverter kia thì em giới thiệu lại cái tấm này luôn bạn nào thích thì liên hệ ha triệu mối em bao ship nha hàng thì ớt solar thì nó 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 trăm w hai trăm w trăm rưỡi gì đó thì nó cũng là ớt solar em và hiệu sức nó cũng ngang ngang nhau thôi đấy bề mặt tấm pin như thế này đặc biệt là ớt solar mà pin chín bớt thì pin hai trăm w thì nó chín bớt nha pin hai trăm w nè nó chín bớt bài em để tấm này ở đây nó hơi hơi bụi bậm xíu Ha, còn cái thờ cái cái đóng hàng của nó nằm đây nè mới tin nha nè à, cái tấm nãy em uh, test làm biến đem vô hơi bụi bữa nào lao lại đây nè mới tin nha từ nhà máy về nha mọi người Đấy. rồi đam mê liên hệ em còn những cái tấm uh, trong đây là 120 w nè còn đằng đó là một đống pin nhật nha nè pin nhật bao lao luôn ha à, rồi em chưa kết thúc video đây nha vợ đi gửi hàng đi công tác nữa nè thôi xin chào mọi người hẹn gặp mọi người những mặt hàng lần sau